đánh nhá, đánh nhá, ra là đánh nhá. Ê ê. Chân lúc nào cũng cột vậy á cô? Chân lúc nào cũng cột vậy hả? Cái chân là lúc nào cũng cột dây vậy hả? Phá hết luôn hả? À, xin chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của mình nha. Hôm nay thì mình đã có mặt tại Cai Lậy, Tiền Giang. Mình ghé thăm lại hai mẹ con khờ sống ở giữa cánh đồng các bạn. Thì nhưng hai cái phần trước thì mình có giới thiệu đến các cô chú các anh chị thì cũng có Mạnh Thường Quân xuống giúp cho cô có được cái mái nhà. Lúc mình xuống lần đầu tiên thì cái nhà của hai mẹ con cô nó sơ xác, mưa gió, con thì đơn gái thì bị bình đau các bạn. Sống giữa cánh đồng. Trong khi mỗi lần mà người mẹ đi làm á thì phải xích chân người con gái lại để cho bé khỏi đi lung tung. Thì sau cái clip đầu của mình lên thì tới clip thứ hai thì cũng có Mạnh Thường Quân xem cái clip của mình ấy, thì xuống cắt giùm cho hai mẹ con cô cái nhà. Và mình cũng xuống và mình trao cho cô được ít tiền để cho hai mẹ con cô có cái để dành sinh sống. Rồi mình có mua thêm cho ít bàn ghế, giường, tivi, bếp ga. Nói chung là giờ cuộc sống của hai mẹ con cô thì cũng đỡ được các bạn. Hôm nay mình xuống mình thăm lại sau khoảng độ một tháng thì xem cái cuộc sống của hai mẹ con cô giờ như thế nào. Rồi cũng có một chút quà ở bên nước ngoài á, của gia đình chú Xuân Lê gửi cho hai mẹ con ít bánh kẹo, quần áo. Hôm nay tiện đường mình xuống thì mình mang xuống luôn cho hai mẹ con cô. Do mỗi một hoàn cảnh mình đi quay thì khá xa các bạn. Nhiều khi ở Cai Lậy đây một hoàn cảnh mà xuống mãi Sóc Trăng một hoàn cảnh, nhiều khi nó cách nhau mấy trăm cây số. Nhiều khi đi thì nó cũng không có kịp. Cô ơi! Cũng muốn đi nhanh lắm nhưng mà sức có hạn nên là nhiều khi đi rồi cũng phải tranh thủ ví dụ như 2 tuần. Mình về nhà lần rồi mình nghỉ 1 tuần hoặc 2-3 ngày mình lại đi tiếp. Mỗi lần đi vào nhà cô là phải đi qua cái ghe này các bạn, không có đường vào luôn. Cô thì có 3 người con, người con gái thì lấy chồng, người con trai thì đi tù. Còn người con gái út ấy thì bị bệnh đau. Dạ dạ. Còn chồng cô thì chết, chôn ở ngoài cái ruộng ngoài kia. Và cô bây giờ cô sống đây một mình, nuôi người con gái bị bệnh đau, rồi bắt đầu là làm ruộng kiếm sống. Sao mới làm mà nó nước nhiều chứ cô? Mới làm mà sao nước nhiều chứ vậy? Dạ. Kiểu chết không kịp đúng không? Chết không ký đúng không? Kiểu làm không kín đúng không? Dạ. 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 Lần trước xuống mà ướt hết giày à? Lần trước đi bằng cái thuyền này mà xuống ướt hết giày. Nay không đi làm không cô? Sao đi làm buổi trưa? À, thấy ruộng quá trời cỏ luôn mà. Sao sáng mình không đi mà đi buổi trưa? Sáng nấu cơm mà. À, phải là Nguyên có lo công chuyện không, là đến trưa rồi, trưa bắt đầu mới đi làm. Dạ. Tranh thủ mình làm buổi sáng cho nó khỏe.
xuống nữa, cẩn thận ông té nhé. Có lên được không cô? À, cô có cái cây cô đứng trên kia cô đẩy. Lên cái thuyền này sợ té lắm. Dạ được không? Được, được, được. Qua. Nó triền triền các bạn. Ê, 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 ê. Đánh ngồi xuống. Rồi, rồi. Dạ. Chắc đi, chắc đi, cẩn thận ông là lột, hai em lộn dưới. Từ, 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 từ. Ờ, đây. Đứng, 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 ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Kéo nhẹ nhẹ thôi cô. Ê, ê, ê. Mình không phải dân sông nước cho nên là nhiều khi đi mấy cái này nó hơi dở. À, rồi buông ra đi, buông ra đi. Đẩy, đẩy lại đằng này một chút. Mình cho nó cung hả? Đằng mũi bước lên luôn. Ừ. Được rồi, bảo ơi. Rồi. Được rồi. Rồi. Bước lên. Mẫu kia là của chồng cô đấy không cô? Hả? Mẫu á? Cô vào mặc đồ cho bé đi cô. Trời ơi, cỏ quá trời cỏ kìa. Cỏ chát ta, nhiều quá, mình không nổi từ nắng á. Dạ. Nổi tồi ô, muốn bệnh luôn á. Thế ruộng nhà người ta thì sạch trơn, mà ruộng cho cô thì cỏ không á. Hèn gì làm mà bị thiếu ăn nhiều là hoài là phải. TV cái thứ là để ở dưới à cô? Ở ngoài cánh đồng này thì nó hơi buồn nhưng được cái nó mát mẻ. Đánh nhá, đánh nhá, ra là đánh nhá. Ê ê. Chân lúc nào cũng cột vậy hả cô? Hả? Chân lúc nào cũng cột vậy hả? Dạ. Cái chân là lúc nào cũng cột dây vậy hả? À, trời ơi, vô này. À, lên đó đó, được quá trời, đã cái tên xuống. Phá hết luôn hả? Ừ, nó ginh ba cái gì, chén ba, lục dục ra hết. À, có nghĩa là không trói là ném đồ, ném đạp hết. À. Xem TV thứ bữa nay còn xài được không? TV của mình hả? Dạ. À, TV mới mua thì còn xài. Dạ, dạ, dạ. Xài được, đi xuống đất thôi. Nó mừng vậy đó, ai vô là nó mừng gì vậy đó. Bếp ga, tivi, nồi cơm điện. Là xem ở dưới này hả cô? Là xem tivi dưới này á hả? À. Sao để trên nhà mà để dưới này ta? Để trên này nó còn nhốt cái trên này. Nay, nay nhà mình ăn món gì đây? Hả? Nay nhà mình ăn món gì á? À, hột vịt. Vịt không á hả? Hột vịt với nước tương. Mở ra con coi thử nè. Nè, học dịch nè. Dạ, còn trong cái nồi kia cơm hả? Nè, nồi cơm nè. À, con nồi này. Hả? Nồi này, nồi gì? Đây này. À, cái này thao không, ớt. Ớt à? À, dạ, dạ. Ớt là mình ăn với nước tương á. Cứ ăn mót vịt vậy thôi á hả? Cái này, ừ. Nè, ớt nữa, có ớt, mua sẵn đi dành. Ô trời, cái nồi này sao không? Học dịch, học dịch. Nồi này sao không nấu cơm mà luộc bằng cái này? Hả? Nấu cơm rồi, đổ ra đó, rồi luộc bằng cái này. Mình khỏi hao ga. À, nhưng mà nó hao điện thì cũng vậy. Hao hao điện mà mình không kinh đi đâu được. Còn cái này hết đó, mình đi kinh cực dữ lắm. Kêu người ta mang vào tầm nhà chứ. Hả? Người ta không hiểu. Cũng như người ta xa đường á, người ta không chịu vô á. À, người ta không chịu vô hả? Vậy đó. Nhà nhiều tiền á, người ta mới vô. Ít tiền người ta không vô à? Ít tiền.
tiền kiểu như ông mày à, thường xuyên người ta tới sát mình đích á, người ta không chịu. Dạ dạ. Phải nhiều tiền hả? Dạ. Có nghĩa là mình khổ quá nên người ta thấy người ta không? Tới đầu này rồi người ta mới là đem dắt cái đó vô đây rồi qua xuồng. Dạ. Vậy đó. Rồi người ta phải là hết ra là không? Hết ra là không có cách nào để mà đổi hả? Mình đi đổi là kêu người ta vô, người ta gắn vô luôn. Sao mua đồ ăn thức uống mà ăn hột vịt không cô? Hột vịt rồi với ớt đó. Ớt hả? Mình mua ớt ra gọng với bịch ra đó. Nhà mua về để nó kho. Mình kho á. Rồi muốn nấu canh thì mình làm nấu canh. Dạ 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 dạ. Cái lóc tôi bị chết ha, nó nhảy ra rồi là tiêu luôn. Hết đựng vô đó được. Dạ dạ dạ. Mua đồ ăn mà ăn chứ tiền không đó con cho còn không? Còn. Để dành ăn dính chứ đầu mau. Để còn để dành được bao nhiêu? Để dành được bao nhiêu? Để dành lại còn cho bà kia chị của tôi đó, vì mà tội nghiệp lắm, bán cái cây mà không có tiền, cứ như là trời mưa đồ á, ế đồ gì đó. Rồi là cho bà tiền à? Cho chị chút cũng tiền. Cho bao nhiêu? Mình cũng giúp đỡ cho chị. Cho bao nhiêu gì? Dạ, cho chị hết 3 triệu. Cho nhiều chứ vậy? Đợt đó còn mười mấy triệu gì đó. Dạ. Rồi kệ, cho chị 3 triệu đi, chị giúp đỡ chị. Hồi đó mình nghèo đó, đúng không có gạo ăn, ra chị giúp đỡ mình đó. Giúp đỡ cho mượn này mượn kia tiền đồ gì đó. Sau khi mình mừng lúa rồi tả lợn mình giúp đỡ chị gì đó. Dạ dạ dạ. Bán cái cây. Nói chung là ý là con năm. Rồi á hỏi mày mừng lúa chưa, có tiền chưa, có cho chị mượn chút đỉnh. Dạ, ý là con muốn là con sợ lắm, mày phải giao hai mẹ con có hết tiền xài thôi, chứ còn ví dụ ai giúp mình thì mình giúp lại. Đó đó, mấy dân ở đây người ta cũng thương mình. Cái gì á mình không biết, rồi người ta chỉ này chỉ kia dạy mình vậy đó. Mình lớn tuổi mà mình cũng như khờ hơn người ta. Tính tiền sao đồ á, bán lúa rồi đâu biết tính, rồi mượn người ta tính giùm luôn. Người ta cũng thương tình giúp tính giùm. Vậy đó. Người ta thương đúng không? Cũng như là người khác người ta thương mình cũng phải thương người khác nghèo hơn nữa. Giống vậy. Chỉ không có mần ruộng, không gì hết. Rồi tay trắng, rồi chỉ ngồi bán trái cây thôi. Rồi chỉ có không tiền, tội nghiệp kỹ lắm. Giống kiểu là lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá thả tơi đấy đúng thì không? Thì đó đó, kiểu vậy đi. Yeah. Rồi mình giúp đỡ cho người này, người kia đồ vậy đó. Rồi người khác rồi mình giúp đỡ lại mình. Mình không phải là mình muốn người đó giúp lại mình được. Chừng nào chỉ mà túng cái số một cái rồi chỉ giúp đỡ lại mình nữa. Cũng như mình nghèo hơn nữa đó. Đi lên nhà đi. Bé đi lên nhà bé. Là nhiều rồi. Đi lên nhà không? Đi lên chơi nè. Đi. Mới ăn cơm vừa rồi đó. Mới ăn cơm xong hả? À. Đây là chồng cô đúng không? Chồng. Ê, con trai khi nào đi tù về? Hầu 2 năm vậy lận. 2 năm mà đi được bao lâu rồi? Đi hổng hổng mà cái chưa gì á. Cũng tính như người ta gom vô đặng nói ác là nhiêu nhiêu vậy đó. Dạ dạ. Rồi đi ra đây không? Đi lại đây có. Cái bọc đồ này là của gia đình chú Xuân Lê ở bên nước ngoài gửi về cho hai mẹ con cô này. Dạ. Dạ, quần áo ở trong đó, để mở ra cho cô. Nè, hồi hộp quần áo mới nè, đây cũng mới nè. Rồi nó nắm gị gị ghét gắt tao nè. Mới nhưng mà kỳ thôi. Nó nắm gị vậy nè, rồi ghét từ nó gắt mẹ tao. Dạ, dạ. Chuyên môn nắm vậy á. Để khui ra. Quần áo nè, bánh kẹo, quần áo. Để mở ra cho cô. Khéo rách nha, khéo rách đồ trong. Gửi bánh kẹo cho hai mẹ con cô, mấy cả mấy bộ quần áo cho cô, mấy cho bé. Cho hai mẹ con. Đó. Cô lấy áo cô mặc thử cô coi. Quần áo mới vậy. Ôi, vừa tên. Này để mặc vừa tên luôn. Dạ, dạ. Biết lấy đồ ra. Dạ. Này của mấy bác ở bên Mỹ gửi về của gia đình chú Xuân Lê á. Đó, đồ tất cả các cô chú gửi là đang trong đấy. Lấy ra cho áo. Tôi mặc vừa hồng thủy, mặc vừa tên. Hai mẹ con mặc chung luôn. Đó.
có bánh ăn nữa mà kìa. Đó, bánh đó. À, bánh là gì? Bánh là gì hổm đó, ăn mới vừa hết luôn đó. Dạ, dạ. Ô, nó ném. Bé này. Cái gì cũng dục. Cái gì cũng dục luôn hả? À, sô-cô-la này bên đẩy thôi. Sô-cô-la này bỏ tủ lạnh, cứ bỏ đấy đi. Cái gì cũng ném vậy á hả? À, chén bát cũng ném mà tivi cũng ném luôn á hả? Cái gì cũng vậy trơn, bởi tôi cái gì cũng giục trên cái âu trơn á. Nữa tôi có tiền á, tôi mua cái gì to cứng á, rồi làm như xác xác con mé từ đó, rồi lấy trên cao gì nè, rồi mình nấu. Dạ dạ, cô lo gom hết cái đấy lại đi. Ừ. Làm bánh kẹo cho hai mẹ con ăn, quần áo thì cho cô mấy bé mặc. Cái nắp này. Còn mấy cái kia là bò. Bò hay là thịt gì đó. Bỏ nó ném này, bé ném à, bé ném. Đó, đừng ném con. Cái áo len kia là cho cô kìa. Đó, cô xem cái áo len cô mặc thử nè. Đó, cái áo đó là cho cô á. Ôi, vừa luôn chứ vậy không vừa. Lùng lùng kìa, chụp hình bánh rồi bánh ra kìa. Lùng lùng chắc biết rồi. Ngon nè, áo này mềm nè. Áo mua bên nước ngoài đó. Vẫn là tiền là vẫn là còn để dành đúng không cô? Hả? Để dành tiền mà xài ha. À, tại... để dành không cho anh ta mượn nữa. Dạ. Ồ, đẹp quá ta. Mình mua cài thuốc, huy này luôn. Uống đồ cho nó có sức lực chứ mình không có sức lực là nó yếu ớt dữ. Dạ, để đến Tết mà không có cái giò mình đâu khớp đó. Dạ. Nó bị đi cà sụm như đó. Dạ. Vừa quá ha. Đó, để dành đến Tết mặc. Đẹp quá ha. Đẹp không? Trời ơi, đẹp quá. Vừa kính luôn. Còn kia còn mấy bộ nữa kìa. Này Hồng Thủy mặc vừa luôn. Dạ. Tôi cũng mặc vừa luôn nè. Cô mặc bộ nào, bộ còn nào? Cái nào mặc cũng vừa hết rồi. Dạ, dạ. Cắt cho con bé nó xé hết đấy. Cái gì cũng xé hết rồi. Dạ, dạ. Áo á, mình mặc gì nè, nắng nó ghi chằng gì nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi cũng như kiểu cái áo này nó mục mục á, sau đó rồi nó té luôn. Dạ, dạ. Tôi vô, trời ơi, áo mới mua rồi sao càng thấy nắng rồi sao té mau dưới tại. Dạ. Không thấy vậy nè, mới chắc nè. Dạ, dạ. Thì thun này cũng chắc nữa, tại vì nhỏ này nè, nó ấy đó. Dạ dạ. Nó nắng quá chặt cứng á. Dạ. Rồi nó ghi mạnh á, ghi. Cái đồ này là của gia đình chú Xuân Lê ở bên nước ngoài gửi cho biếu cho hai mẹ con nha. Dạ. Cô gửi lời cảm ơn đấy gia đình bác Xuân Lê đi. À. Xuân Lê. Xuân Lê. Nga tôi cũng đem quà đây cho tôi thì tôi cảm ơn bác gia đình bác Xuân Lê. Gia đình bác Xuân Lê. Xuân Lê. Yeah. Giúp đỡ cho những món quà này. Tôi cảm ơn Xuân Lê. Cảm ơn nhiều. Dạ. Có nhiều sức khỏe, cảm ơn những người có hảo tâm cho tôi món quà này, tôi cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Hôm nay mình tới đây thăm hai mẹ con cô các bạn, mình cũng thay mặt các mạnh thường quân gửi tấm lòng tới cô. Trước thì đã tới đây, gửi tiền cũng như mua đồ đạc cho cô rồi, thì hôm nay có thêm món quà nữa thì mình mang tới cho gia đình cô. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai mẹ con cô. Và bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau.